tái phát trong môi trường xô nước bọt 2016 á. Rồi các bạn vào new, các bạn chọn bạc này, rồi tiếp ok. Thì các bạn vào tab sketch á, bây giờ ở đây mặc định mình sẽ chọn mặt run, mình vẽ ha, mình kích vào run này, chọn sketch, chưa kích chuột trái vào ha, run, chọn sketch. Thì bên đây nó sẽ thể hiện cái biểu tượng là cái mặt phẳng các bạn đang vẽ, được chưa, run lên. Rồi thì đây là các công cụ giúp các bạn hỗ trợ các bạn vẽ sketch á, vẽ phát. Ví dụ ở đây là lệnh line, lệnh line thì trong lệnh line bạn sổ ra nó có 3, thì chọn là line, center line và micro line. Thì đầu tiên đó là lệnh line ha, lệnh line ví dụ đây mình vẽ này, đây mình vẽ một cái đoạn thẳng ha. Rồi thì lệnh line cho phép các bạn vẽ những cái đoạn thẳng ha, những chi tiết thẳng. Ở đây mình chưa có ràng buộc gì hết cho nên cái line này sao mình chỉ mới ràng buộc cái điểm gốc này nó về đây thôi. Thì đây là do công cụ về vẽ phát nè, thấy chưa. Thì các bạn vẽ lệnh line cho phép các bạn vẽ là hai điểm, điểm đầu điểm cuối, thấy chưa. Đây thì sau cái vẽ xong thì các bạn vẽ phát mà, thì các bạn cứ vẽ ra, các bạn để đó, thấy chưa. Bây giờ các bạn muốn vẽ một hình chữ nhật nhưng mà các bạn muốn dùng cái hình này các bạn vẽ thì sao, thì các bạn kích vào line ha, các bạn kích vào điểm này hay các bạn vẽ phát lên. Ví dụ tôi vẽ đây, thì vẽ lại hình vậy. Thì các bạn hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là mình đưa cái hình này về thành hình chữ nhật bằng cách mình sẽ ràng buộc và mình lên kích thước. Ví dụ đây mình sẽ nói luôn ha, để về sau. Ví dụ đây là cái gọi là cái ràng buộc này, vẽ phát tất nhiên chỉ cần vẽ cho chi tiết là nó có hình dạng gần giống ha, gần giống ha, gần giống với những cái chi tiết còn vẽ thôi, chứ mình không cần giờ vẽ để hoàn chỉnh chi tiết đó, chưa? Cái này, chưa? Đấy, như lúc nãy là mình vẽ phát, thì bây giờ mình hiệu chỉnh nó lại, chưa? Thì cái phần hiệu chỉnh thì mình sẽ làm với số bài số 2 ha. Thì đây là về thì chọn lệnh line, ha, vẽ lệnh line rồi chọn điểm đầu điểm cuối vẽ. Thì khi các bạn kích vào line nó sẽ có một cái hai phần này, ví dụ vẽ line, đây là phần sketch, nghĩa cho phép các bạn vẽ điểm đầu điểm cuối á, giới hạn lại. Còn đây là cho phép các bạn vẽ theo đường này, đó, horizontal ha. Đây, khoảng cách bao nhiêu á, giờ tôi kích vào đây ha. Thì lúc này mà nó chỉ vẽ theo cái kiểu là nằm ngang thôi, ha, nằm ngang thôi, chứ không vẽ thẳng đứng, không vẽ theo phương khác được, chơi thì đây kiểu horizontal. Thấy chưa? Rồi. Cái thứ hai đó là các bạn kích ra đây vẽ theo kiểu là vertical là thẳng đứng này, cái nghĩa lúc này tôi chỉ vẽ được cái đường thẳng theo phương thẳng đứng thôi. Mà thấy không? Đó, thì chỉ vẽ theo đường thẳng theo phương thẳng đứng thôi. Rồi. Ở đây nó có thêm phần angle, nghĩa tôi vẽ với một cái góc nghiêng nào đó ha, vẽ góc nghiêng nào đó. Đây, bây giờ tôi góc. Đó, thấy chưa? Thì cái chọn này nó gần gần giống với cái đầu ha. Thì đối với cái này thì cái mình sẽ ràng buộc sau, cho nên cái tùy chọn mình thường sử dụng nhất đó là chọn sketch. Thấy chưa? Tôi muốn vẽ ở đâu tôi đặt đó tôi vẽ, thấy chưa? Tôi vẽ ở đâu tôi đặt đó tôi vẽ thôi. Thì cho vẽ phát là để cho các bạn vẽ nhanh ha, vẽ nhanh cái đối tượng. Rồi. Thì đấy. À, có một số bạn khi thắc mắc tại sao các bạn quét chuột nó không ra theo kiểu này, hoặc các bạn cần quét chuột nó đi ra theo kiểu tạo thành một cái hình chữ nhật, thì các bạn vào đây các bạn vào option này, các bạn vào trong phần system option, chọn display selection đây ở phần trên đây ha, default view selection method. Nếu các bạn chọn theo kiểu box á, nếu bạn chọn theo kiểu box á, ok. Thì ra đây các bạn quét chọn sẽ quét chọn theo kiểu hình chữ nhật này. Đó là cách các bạn thấy thường ha. Đó. Còn bạn nào không quen, bạn nào đã quen cái này thì chọn kiểu box ha. Còn không mình để mặc định là chế độ last call ha, tức nghĩa là mình quét tùy ý, được chưa? Tôi quét tùy ý. Thì có hai cái chế độ thì chọn đó thì các bạn có thể chọn. Rồi. Đó là về lệnh line. Ngoài ra lệnh line nó còn có hỗ trợ thêm một phần option ở đây nè. Tức nghĩa là cho phép các bạn for transition, nghĩa là chuyển từ đường geometry là đường thái đậm này nè thành những cái đường dạng centerline thôi. À, thì trong sơ lớp quạt nó sẽ gọi là đường contraction á, nha. Rồi. Infinity plane, có chiều dài kích vô đây ha. Đây dùng để vẽ những đường x-ray á, những đường có đầu dài vô hạn ha, gọi là những đường thẳng, được chưa? Đây là những đường thẳng ha. Đó. Những tia này gọi là đường thẳng. Tương tự. Midpoint line là cho phép các bạn vẽ từ điểm chính giữa vẽ ra này, xuất phát từ điểm chính giữa của cái line vẽ ra, thấy không? Đấy, vẽ từ điểm chính giữa các bạn vẽ ra. Thì khi các bạn vẽ theo chiều này thì cái điểm này nó sẽ có một cái point chính giữa chỗ đây. Đó. À. Thì những cái lệnh này giúp các bạn hỗ trợ vẽ nhanh ha. Còn bí tắc quét chuột là khi bạn quét từ phải qua bên đây ha, ấy từ trái qua phải thì các bạn phải bao hết chi tiết các bạn mới chọn được. Còn khi các bạn quét ngược lại, quét từ dưới lên trên này ha. Hoặc các bạn quét từ bên phải quét qua mà từ dưới lên trên ha, quét theo cái chiều này nè, nói chung nó sẽ có hai màu,
màu xanh dương nhạt kiểu này là các bạn phải chọn hết đối tượng nó mới chọn được, còn màu xanh lá đậm ở đây á thì các bạn chỉ cần chọn xíu à là sẽ chọn đối tượng đó, được thấy chưa? Đó thì các bạn tùy theo cách các bạn chọn. Thế thì chọn về line ha. Rồi mình có thể kết hợp này, vừa contraction này vừa city blend đó, thì kết vào đây dựng lên một cái đường thẳng đứng ha. Đó đó, theo cái chế độ đầu tiên giờ thì sẽ rẽ được cái đường giống cái kiểu này ha. Rồi tiếp theo đó, chế độ centerline là dùng để vẽ những đường centerline hay những đường contraction như lúc nãy ha. Đây. Đó và nó cũng có tùy chọn tương tự, và thấy không, có tùy chọn tương tự cái này mà không nói lại ha, vẽ giống cái kia. Rồi midpoint line thì nó giống nãy mình nói rồi ha, vẽ từ chính giữa vẽ ra. Rồi và đây nó còn cho phép các bạn chuyển đổi giữa hai đường này ha, qua lại với nhau. Ví dụ nó có một cái đường line này thì cần chuyển qua đường contraction thì còn kích chuột phải vào đây ha, kích vào biểu tượng contraction geometry chuyển qua đây nha. Và ngược lại cho phép tôi chuyển từ này qua đường contraction lại đường geometry lại kích vào đây, bỏ chế độ đi. Yeah, thì đây là hai cách các bạn chuyển qua chuyển lại ha. Rồi đây là tùy chọn về line, tiếp theo đó là về circle thì các bạn kích vào đây ha, kích vào biểu tượng circle đây thì nó có hai kiểu thôi ha, hoặc các bạn sổ giống VT này nè, nó có hai kiểu kiểu nhất là bạn tâm bán kính hoặc là đường kính. Thì đây mình đang vẽ phát thì mình cũng quan tâm ha, ví dụ mình kích ra đây thì vẽ circle, bây giờ sau đó mình nhập bán kính nhập đường kính sau ha, ví dụ là nhập đường kính đó thì cũng ok. Sau thì ràng buộc tâm của này là dính với trục ở đây, được chưa? Đó thì đây nó sẽ có nhiều đấy, ràng buộc sau ha, nếu có thể là fully defined là ok. Thì phần ràng buộc và lên cái thước mình sẽ nói những video sau ha, bài này làm sao mình vẽ phát càng nhanh càng tốt ha. Rồi thế là thì chọn về xe cò ha, theo cái thứ nhất giờ đây kích vào đây ha, các bạn có thể kích qua đây chứ còn kích vào biểu tượng xe cò mình chọn kiểu sau ha. Đây, bây giờ tôi chọn đây, ở đây là tùy chọn theo kiểu 3 điểm, ví dụ thứ qua 3 điểm nè, 2 điểm nè, 3 điểm bây giờ đó. Rồi khi vào đây thì mình sẽ có gì, hoặc contraction chuyển cái đường này thành đường gì centerline hay đường contraction này, tắt bỏ đi là đường geometry ha. Đó như là tọa độ tâm bán kính cung, thì khi các bạn vẽ trong đây vẽ phát mà, cho nên những cái vị trí này mình không quan tâm ha. Mình không quan tâm, một xíu mình sẽ ràng buộc và mình lên cái thước sâu ha, mình vẽ phát thôi. Các bạn cứ tự vẽ phát là các bạn vẽ gần giống thôi, giờ làm gì sao làm cho nhanh là ok. Đây giờ ví dụ sau này bạn ràng buộc vẽ ngay tâm đây nè, có đường kính có kích thước cụ thể thì tôi nhập vô thôi, được chưa? Rồi rồi bài trước mình có nói là bằng này luôn ha, khi các bạn lít chuột phải, các bạn lít giữ chuột phải này bạn rê chuột ha, thì khi bạn đưa qua bên trái nó sẽ bắt lệnh like ha, rồi là vẽ like đó, được chưa? Đưa qua trái là sẽ bắt like, cứ giữ chuột phải mà đưa qua phải là sẽ bắt circle đó, ví dụ đây circle, giữ chuột phải mà đưa lên trên là sẽ bắt theo kiểu lên kích thước, được chưa? Lên kích thước, giữ chuột phải mà đưa xuống dưới là vẽ hình chữ nhật ha, hình chữ nhật này ha, các kiểu các trong số lớp 2016 thì cho phép các bạn hiệu chỉnh tất cả nằm trong bên đây ha. Ví dụ đây mình chọn vào lệnh cycle hay là grid rectangle đó thì mình sẽ chọn kiểu ha. Đây, chọn kiểu chưa? Ví dụ kiểu đầu tiên đây là con rectangle, nghĩa là qua hai điểm thì vẽ điểm thứ nhất điểm thứ hai, thấy không? Ở đây xuất phát từ tâm tôi vẽ ra đấy, điểm thứ ba tôi vẽ những hình chữ nhật dạng xiên ha, đây ví dụ xiên đây. Hình thứ tư là tôi cũng vẽ hình chữ nhật dạng xiên, xuất phát từ tâm tôi xuất phát ra giờ này, xuất phát từ tầm điểm số 3 đây giờ. Rồi đây là vẽ theo kiểu hình bình hành parallel giờ này đó giờ. Thì những cái này mình sẽ ràng buộc và hiệu chỉnh lại sau, ví dụ tôi cần đường này nằm ngang đó thì giờ nằm ngang giờ, cái này mình có quyền hiệu chỉnh lại sau ha, thì làm sao mình vẽ phát càng nhanh càng tốt ha. Rồi left để resort một cái đối tượng thì các bạn chọn đối tượng nhấn delete thôi giờ. Rồi tương tự vậy ha, đây chế độ Brumic Point này, cái nghĩa xuất phát từ đâu ra? Thì chính giữa ra á, các bạn thấy không? Xuất phát từ chính giữa ra. Bây giờ tôi kích vào hình này luôn thì nó không có chế độ đó, mà chỉ có chế độ Brumic Point như thế này nè, hoặc là Brum Corner là ngay góc thôi. Ví dụ đây kéo ra đây là ngay góc, thì các bạn thấy nó có hai cái cách khác nhau thấy không? Thằng này sẽ bắt ngay Brumic Point tất cả các đường, còn đường này là bắt ngay góc thôi, này bắt ngay Brumic Point đó. Thì đây là hai kiểu khác nhau của rectangle ha. Rồi thì đây là năm cái tùy chọn theo kiểu rectangle mình vẽ phát. Rồi tiếp theo đó là nó có cái lệnh blind x blind thì nó có ba kiểu, thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn hai kiểu, còn kiểu thứ ba thì mình sẽ học trong cái phần bài vẽ bạc á, thì mình sẽ lấy một cái ví dụ ra và mình hướng dẫn các bạn vẽ một bài thôi. Rồi x blind
cho bác các bạn vẽ những cái đường cong này nè, hoặc là kích vào đây ha, đó, kích vào đây, đó, thì vẽ những cái đường cong ra, à, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, vẽ xong các bạn tiếp chụp phải dùng select ha, đó, và hàng này nó điều chỉnh sẽ điều chỉnh theo từng điểm trên đường này, được chưa? Tới cái lệnh line đầu tiên là điều chỉnh theo điểm ha, bạn lưu ý nha. Đây ví dụ gắn điểm này vào đây, đó, tôi điều chỉnh theo điểm ha. Còn đối với thì chọn beeline thứ hai đó là style beeline thì nó sẽ khác với cái này, có nghĩa là bạn điều chỉnh theo cái đường tiếp tuyến ha. Đây bạn thấy không, nó có sẽ có những cái đường tiếp tuyến này, đây thì đường này là sẽ đính theo điểm trực tiếp trên đường, còn này sẽ điều chỉnh những cái điểm trên nha, đó nha, đấy này nó sẽ điều chỉnh những cái điểm trên đường này nè. Thì đây là hai thì chọn về beeline. Rồi rectangle mình đã nói rồi ha, bao bo nặng thì nó có các tự chọn kích vô đây nè, nó hiển thị là các hạt tay. Ví dụ đầu tiên là gì, center, xuất phát từ tâm ra, ví dụ tâm ở đây, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, ví dụ các bạn muốn đảo chiều thì các bạn cứ quay ngược chiều lại, nó sẽ đảo chiều lại cho các bạn, thấy chưa, đảo chiều lại này. Đây giờ còn đây từ đây ra right, đảo chiều lại đấy, đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba. Trời, mình cứ vẽ rồi sau này mình làm một lại. Ví dụ ở đây tôi có hai cái line như thế này ha. Rồi, vẽ như thế này. Tôi cần vẽ một cái con mặt đi qua đường này thì các bạn kích vào đây ha. Chọn chế độ ban đầu. Đây điểm bắt đầu này. Tâm, điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Rồi, thì các bạn vẽ như vậy xong mình sẽ làm một cái điểm này về đây sau ha. Đó các bạn thấy chưa? Khi các bạn lưu ý khi vẽ sketch đường nào màu đen rồi thì các bạn không hiệu chỉnh nữa. Còn đi nó còn màu xanh thì các bạn cứ việc nắm kéo thì nó sẽ thay đổi tùy ý ha, được chưa? Bây giờ đường màu đen này nó thay đổi là cho do đây nó còn cái điểm màu đen màu xanh ha, thì nghĩa nó mới xác định là cái đường này còn chiều cao, khống chế chiều cao ha, được chưa? Thì nghĩa nó chưa đủ ràng buộc, đây các bạn có thể nắm kéo tùy ý ha. Nhưng mà cái đường này bây giờ bạn cho nằm ngang, bạn kéo nằm ngang nó không nằm đâu ha, chỉ kéo lên kéo xuống thôi, được chưa? Đó thì đây nó cả dính cái ràng buộc thẳng đứng rồi. Rồi tiếp theo đó là về phần tay sẽ nặt cho phép các bạn vẽ là tiếp tiến. Để bây giờ tôi vẽ một cái cung này tiếp tiến cái đây, thấy không? Thì nó luôn luôn nó tiếp tiến với cái đường thẳng cho trước á, đó, nha. Nó luôn luôn tiếp tiến rồi, nha. Rồi, đây là cái đường cong chứ không phải là đường cái đường thẳng đâu nha, đấy đường cong đó, nha. Đây thì chọn ạc thứ hai ha. Rồi đấy thì chọn ạc thứ ba là ạc 3 điểm ha, ví dụ điểm thứ nhất này, điểm thứ hai và điểm thứ ba là xác định độ cong, nha. Rồi thì các bạn cứ kích vào đây nó sẽ có cái biểu tượng lệnh thứ tự nhập ở đây cho các bạn. Ví dụ ở đây tôi cần vẽ một cái cung lệnh qua đây ha, tôi có hình tam giác như thế này. Bây giờ tôi muốn vẽ một cái ạc, cái điểm đầu, điểm giữa và điểm đây, tầm ở đầu tôi không biết ha, thì kích vào đây, chọn thì chọn thứ ba ha, thì kích vào đây, điểm đây và điểm cái cung thứ ba tôi nó sẽ qua điểm này. Rồi tôi sẽ ràng buộc lại ha, ví dụ ở đây kích chuột phải này, để bắt trung điểm của một đường hoặc một cung thì mình chọn cái đường hoặc cái cung đó, xong các bạn kích chuột phải chọn select midpoint thì lúc này nó sẽ bắt ngay cái trung điểm của cái đường đó, control. Rồi ví dụ đây tôi match center thì cái phần ràng buộc này mình sẽ nói sau ha, đây là bài phát được chưa. Rồi đây là cách về bắt trung điểm á, bây giờ tôi bắt trung điểm này thì kích chuột phải chọn select midpoint này, kích chuột phải đường này chọn select midpoint được chưa. Rồi ellipse thì ellipse ha, thì ellipse này nó có mấy cái tùy chọn đây nè, ellipse thì tôi vẽ ellipse đây, chọn điểm đầu điểm cuối, chọn xác định kích thước chiều dài là dài và kích thước chiều dài ngắn, ví dụ đây là đây ra đây dài ngắn nha, sau đó mình ràng buộc sau nha, các bạn cứ ràng buộc sau, ví dụ đây nó còn xây lùm la được nè, ví dụ tăng giảm kích thước thoải mái ha. Đó đây giờ mình chưa ràng buộc, mình chỉ mới vẽ phát thôi, thì sau mình vẽ phát là vẽ cho nhanh á. Rồi cái thứ hai đó là lệnh party lớn đi, nó cắt một khúc đi ha, ví dụ này đây kéo ra đây, đây là cái hình ellipse đúng không? Bây giờ tôi xác định cái đoạn cắt. Đây. Đây tôi cắt bỏ khúc nhỏ này, tôi giữ lại khúc này thôi. Đấy. Giờ là pattern ellipse. Được chưa? Hình parabol. Đây cái hình parabol ha. Đây. Nha. Xác định cung parabol này. Đây thì cái này cái tâm, được chưa? Này cái tâm. Rồi, bạn có thể điều chỉnh sau ha. Này, kích vào đây tôi điều chỉnh lại cung parabol này ha. Nha. Đấy. Rồi cái ba tư cuối cùng là cái đường conic ha, đường conic ví dụ đây điểm này kéo lên một cái điểm ha, xác định độ cao ở đây, được chưa?
còn một điểm xác định cái đỉnh này ha, thì cái đường conic thì đây là những dạng đường mà nó, ví dụ đây tôi kéo đây xuống đây ha, thì tâm này xuất phát ở đây nè, đỉnh này hai góc giờ thì gọi là đường conic. Rồi test cho phép bạn đánh chữ nè, ví dụ đây mình sẽ dùng epiline ha, thì mình sẽ gặp lại những cái đối tượng này trong cái phần vẽ 3D ha, là nghiệm mình lấy chữ mình gắn lên một cái đối tượng bạc như thế nào ha, hoặc là extrude cái chữ lên đối tượng bạc. Thì đây ví dụ đây tôi gắn chữ lên đây, kích vào đây, kích vào cái đường cơ, thì đường cơ này chính là cái đường dẫn để cho cái chữ mình nó chạy theo ha. Ví dụ tôi gõ vô ha, đây cho phép các bạn gõ có dấu bình thường ha. Rồi các bạn kích vào đường cơ đây ha, gõ chữ xong các bạn chọn kiểu nè, ở đây cho phép các bạn chỉnh phong lại ha. Rồi rồi ví dụ mình tạo đơn giản, mình tạo một cái line nằm ngang nha, tôi muốn cái chữ ở đi theo đây là kích đường này thành đường condition, xong tôi dùng lệnh test ta kích lên đường này một cái, xong tôi gõ rồi chỉ cần tích ok ra đây các bạn sẽ thấy ha. Rồi mình kích vào cái đường line này ha, mình gõ chữ thì ở đây thì chắc nó ra rồi ha, do nó nhỏ quá được chưa, nó nhỏ quá này các bạn phóng to lên đây, nó chữ nhỏ nè. Rồi đây ví dụ mình kéo cái đường này cho nó ngắn lại nè, do đây cần không có nhập kích thước cho nên nó dài, đây ví dụ mình kéo ngắn lại. Rồi ví dụ có cái line ngắn vậy thôi ha. Đây bây giờ thì các bạn khi các bạn gõ vào chữ á, khi các bạn gõ vào rồi giờ ví dụ mình chỉnh sửa sketch, lỡ các bạn nhấn nút hai cái á thì các bạn sẽ thoát sketch. Nha, các bạn giờ các bạn kích vào sketch đây nè, các bạn lấy chuột chọn edit sketch là chỉnh sửa lại sketch ha. Rồi bây giờ các bạn kích vào, các bạn gõ là epiline lúc nãy mình sẽ tạo cái đường cong từ đây nè, này đó, từ đi lên đây ha, rồi đi ra đây xong thì tạo vào đây. Đây là một cái đường cong bất kỳ ha, tôi chuyển nó về thành đường condition luôn cho nó dễ nha. Còn các bạn không chuyển thì nó cũng chạy chữ được ha. Rồi tôi vẫn sử dụng lệnh giờ tôi xóa chữ này đi ha, mình lép đi. Rồi các bạn kích vào test này, kích vào cái đường này cái ha. Rồi các bạn gõ bình thường giống nãy ha, ví dụ gõ đấy các bạn thấy không, thì đó cái chữ mình nó do cái đường mình nó ngắn phù hợp với cái chữ. Rồi bây giờ cái phần về phong này, ví dụ của tôi là tôi có gõ về, tôi có gõ dấu ha, mà tại sao lúc có dấu bỏ dấu thì lúc có lúc không, và mình hiệu chỉnh này sao ha. Vậy đó bạn bỏ tích ở phần view đức của mình phong đi nha, bỏ tích cái đây đi, cần kích vào phong này. Rồi ở đây mình chọn lại kiểu phong khác, ví dụ như mình dùng đây calibri chưa, các bạn chọn chiều cao chữ, ví dụ đây là 3.5 thì mình chọn là 3 hoặc là 3.5 mình ok. Đấy các bạn thấy không, thì đối với chữ này mình thả dấu được. Và phong này là phong chạy theo máy tính của các bạn ha, đây là phong theo máy tính của các bạn, thì giờ nó có rất là nhiều phong. Ví dụ bạn nào thích Arial thì chọn Arial ha, bạn gõ vô chưa, ví dụ Arial được ok. À, đây là cái kiểu chữ nè, có nghiêng hay không, ví dụ nghiêng là italic này, narrow ha. Đó thì các bạn chọn kiểu chữ, ví dụ ở đây tôi chọn là một kiểu chữ khác, ví dụ như là các bạn cứ chọn thì tự nhiên nó sẽ cập nhật lại ha. Này ví dụ tôi chọn kiểu này đi chẳng hạn ha, đấy tôi thấy ok, các bạn ra mình thấy sẽ thay đổi phong theo chờ. Và thường các bạn viết chữ thì các bạn nên chọn những kiểu chữ không chân, ví dụ hoặc kiểu chữ gì đó ha, ví dụ chọn theo kiểu này. Rồi tôi ok. Rồi ngoài đây là cái phần về khoảng cách này, giờ đây là khoảng cách, đang khoảng cách 100% này, khoảng cách giữa hai chữ nè, giờ và đây là chiều cao chữ 100% thì các bạn thu ngắn này là ví dụ 80 thì bây giờ nó sẽ rút ngắn lại, thấy không? 60 thì 50, 40, 70 đi, nó sẽ rút ngắn lại nữa, nào thấy chưa? Nó sẽ rút ngắn lại nữa. Rồi giờ đây phong, tôi đổi thành phong Arial. Rồi tôi kích ok. Hoặc các bạn chọn phong Tahoma ha. Rồi đấy các bạn cứ chọn lại phong thôi, cái camera này ok. Rồi bây giờ khoảng đây là cái chế độ, đây là chế độ đang là gì, nó nằm bên trái đường cơ ha, đây là canh giữa nè, đó
giữa, canh phải và canh đều. À, đây chế độ canh đều, các bạn thấy không, canh đều. Các bạn có thể kích vào đây nè, bạn chỉnh đường cơ luôn. Thì khi bạn kích vào đây bạn chỉnh đường cơ thì trong đây nó sẽ cập nhật cho các bạn được chưa. Cái đây là chế độ in đậm. À, mình in đậm lên, in nghiêng. À, in đậm hay in nghiêng, rồi tích ok nè. Yeah. Bây giờ nếu bạn chỉnh đường cơ, các bạn chỉ cần kích lên cái đường cơ á, mình kéo nè. Yeah. Mình hiệu chỉnh đường cơ lại. Thì lúc này khi mình hiệu chỉnh đường cơ á, thì cái chữ mình nó sẽ chạy theo. Tại vì chữ mình nó đang chạy theo theo cái này mà, theo đường cơ mà, được không? Đây, ví dụ vậy. À. Rồi. Tương tự như vậy thì các bạn có thể vẽ thêm ha, vẽ thêm. Ngoài ra thì đây, ví dụ đây mình sẽ sử dụng một cái nữa ha. Ví dụ đây mình dùng một cái cung mặt đây. Dạ, tôi vẽ cái cung mặt ở đây. Đây, ví dụ à. Tôi đổi chiều lại. Dạ. Đảo chiều lại. Rồi, tích select, kéo tâm này bỏ đây ha. Rồi, điều chỉnh đường này cong cong xíu. Ví dụ tôi cho cái điểm này về đây. Nha. Điểm này nó về điểm gốc ở đây. Rồi cái đỉnh này kéo cao lên xíu. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ mình gõ chữ trên cái đường cong này thì sao ha? À? Kích vào đây. Và lưu ý khi các bạn gõ chữ thì sau này các bạn dùng chữ này bạn nâng lên á thì các bạn lưu ý nè. Mình nên chuyển cái đường này thành đường connection. Để khi ép rút ra nó không ảnh hưởng ha. Rồi, tôi kích vô cái đường này. Tôi chọn chế độ là chính giữa này. Rồi tôi gõ chữ vô, ví dụ. Rồi tôi ví dụ tôi gõ chữ này vô ha. Đó. Rồi tôi chọn kiểu chữ in đậm nè, các bạn thấy nó đậm lên ha. Nghiêng. Rồi. Rotate là xoay này, nha, xoay. Đây là cái kiểu chữ lật ngược. Bây giờ nó sẽ đang đứng này đúng không? Nó lật ngược xuống. Đó. Ở đây thấp theo tự AB, bây giờ ngược lại là BA. Đó, được chưa? À, thằng đứng lên các bạn sẽ thấy ha, ngược lại. Nha, để xuôi bằng chữ xuôi và chữ ngược ha. Rồi. Kiểu canh đều, được chưa? Còn ở đây là cái phần link property, nghĩa là dẫn tới một cái đường link đó bằng cấp bằng đưa vô ha, vẫn đưa. Thường là mình sẽ import cái file gọi là cái file sketch á, có sẵn á, mình import vô thôi. Dạ. Yeah. Rồi. Đây tôi tích ok. Dạ. Yeah. Rồi thì đây là về test ha, test. Đây, tới test này các bạn ra ngoài đây các bạn thể extrude được nè. Đó, bạn tạo thành cái chữ nổi luôn ha. Dạ. Yeah. Bây giờ kích vào đây. À, những cái kiểu chữ này thì sẽ đưa ra được cái hình 3D cho các bạn được chưa? Rồi ví dụ tôi nâng bao nhiêu cao chữ lên, ví dụ tôi nâng với khối là như thế này thôi. Ở đây tôi xóa cách một lại luôn. Rồi, yes. Ở đây các bạn sẽ thấy, ví dụ tôi vào sketch này, đó, tôi kết vào mặt ranh, tôi thấy ok sketch. Yeah. Rồi, ở đây mình sẽ ghi một cái dòng chữ đường ngắn thôi, đơn giản thôi ha. Từ đây. Rồi, cho chiều dài này lên ha. Có kích thước cụ thể ví dụ 10. Rồi chuyển đường này về thành đường connection ha, thấy công dụng của cái lệnh test ha. Rồi kích vô cái đường này thì gõ chữ solid quad ha. Bây giờ tích ok. Ở đây chọn kiểu chữ in đậm ha, cùng chiều phong, tôi chọn lại phong. Chiều phong tôi chọn lại là phong này, tôi tích ok. Chiều cao 3.5 ha, tích ok đây. Thì các bạn thấy không, nếu cái đường của mình chính là cái giới hạn giữa cái chữ này, mà tại sao mình gọi chữ solid quật ra có chữ solid, do cái đường này nó ngắn ha. Được chưa? Giờ nếu bạn tăng khoảng cách này lên ha, được chưa, thì nó sẽ đưa ra những chữ kế tiếp. Vậy thì cái đường này, cái đường line mà bạn vẽ dẫn á, nó sẽ là cái đường giới hạn ha, cái đường giới hạn của chữ. Bây giờ chiều dài chữ, bây giờ tôi tăng lên thành 30, các bạn thấy được chữ đầy đủ ha, dư cho xíu là 40. Được chưa? Thì nó về chính giữa thì lúc này nó mới thấy toàn bộ ha, toàn bộ chữ. Rồi ở đây tôi tích ok. Yeah, tôi tích ok ở đây. Rồi, tôi chọn solid extrude. Các bạn thấy không? Nó cho phép các bạn một số cái chữ, cho phép các bạn nâng cái khối này ra ha. Ví dụ tôi tích ok này. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, nó sẽ ra được cái phần này ha. Rồi, thì đây là cái phần ghi chữ ha. Ví dụ còn các bạn muốn add màu, cái phần trước mình có nói rồi ha. Ví dụ add màu thì các bạn sao? Kéo màu các bạn thả vô, ví dụ đây kéo màu tôi thả vô đây. Dạ, ví dụ kích màu này cái. Đấy, tích ok. Dạ, yeah, thì nó sẽ ra được cái màu. Dạ. Yeah. Rồi. Đấy. Đây là về phần ghi chữ ha, test chữ. Cái hai các bạn cứ kích vào hoặc to run tiếp ha. Ví dụ tôi muốn vẽ một cái đường nào đó tiếp trong đây nữa thì cứ kích sketch ha. Dạ, yeah, cái sketch cũ này vẫn còn ở đây. Rồi.
Tương tự đó, lấy tiếp theo các bạn sẽ vẽ là về cái lệnh slot. Lệnh slot này các bạn kích vào đây, nó sẽ có các tùy chọn sau đây ha, rất là nhiều tùy chọn ha. Đây slot này cho phép các bạn vẽ những đoạn thẳng này, hay đây nó phải là lên kích thước này, kích thước chiều dài. Đây ví dụ điểm thứ nhất, điểm thứ hai và điểm thứ ba, dành những vẽ những cái đường rãnh ha, đường rãnh thì hỗ trợ các bạn rất là nhanh, thay vì các bạn phải dùng line rồi dùng này các bạn vẽ ha. Và trong cái lệnh line cho phép các bạn vẽ theo kiểu đường cong này luôn ha, các bạn kích vào line. Bây giờ tôi kích đường thứ nhất này, tôi vẽ line ra. Rồi các bạn muốn từ line này các bạn chuyển thành khuôn mặt thì các bạn rê chuột về vị trí cũ ha, các bạn đưa ra. Các bạn đưa ra thì các bạn sẽ vẽ được cái đường cong nha. Các bạn cứ đưa về cái chỗ cũ bạn đưa ra, thì lúc này các bạn thấy nó có chữ A đi kèm á, chỉ thì cái lệnh cho phép các bạn chuyển từ lệnh line sang lệnh ặc, các bạn vẽ là chữ A ha, bạn gõ chữ A. Và trong sơ quạt cái lệnh tắt của lệnh like là chữ gì? L ha. Bây giờ tôi gọi chữ L. Đó, nó tự động ra. Thấy chưa? Thấy tôi vẽ một cái đường ha. Thấy chưa? Bây giờ tôi gọi chữ A. Đó, nó tự động chuyển thành đường cong. Thấy chưa? Chữ A là đường cong. Và các bạn lưu ý á, khi các bạn dùng lệnh like mà các bạn vẽ cho cả hai đối tượng á, kiểu rê chuột á, thì cái tâm này, cái tâm của cái đường ặc này á luôn luôn là cùng phương với cái đường thẳng mà bạn vẽ, hoặc là vuông góc á, chứ nó không phải nằm bất kỳ á. Nó khác với lệnh ặc này nè. Đây ví dụ mình kích lên đây mình ặc vẽ này ha, thì ặc này là ặc tùy ý, ví dụ tôi vẽ đại à, thì vẽ đại ra thì tâm này tôi có thể hiệu chỉnh, còn riêng thằng này thì tâm nó luôn luôn nằm trên cái đường giống của này ra, hoặc là vuông góc với cái đường này ha, bạn lưu ý ha. Rồi ví dụ mình vẽ nhanh cái đường này nhưng mà không dùng lệnh lót, dùng lệnh like thì kích ra đây, rồi tôi rê chuột về chỗ cũ hoặc tôi nhấn chữ A ha, đó dòng ra đưa ra đây tiếp, rồi tôi rê chuột về chỗ cũ đây, tôi đưa lên đây, bạn thấy hai lệnh như nhau ha. Nhưng cái lệnh này các bạn thấy nó có nhiều cái ràng buộc hơn đúng không, tại vì nó đang là những đối tượng riêng lẻ. Còn lệnh này là người ta đã dùng một lệnh người ta vẽ này ha, đó, và thấy chỉ có một ràng buộc duy nhất là ngang ở đây thôi đó. Thì tương tự đó với những đường cong này à, hay là đây chế độ là từ tâm vẽ ra một này, đấy xác định này đó, bán kính đây là dành cho những đường cong á, ví dụ đây tâm đường thứ nhất này, tâm đường thứ hai này, xác định cung của đường thứ ba là tâm ở đường thứ ba, đường cong của cung này, đó nhập bán kính ra. Rồi tương tự như vậy ha, ví dụ đây center nằm đây, điểm bắt đầu cung, điểm kết thúc cung và đây bán kính cung chỗ này, vậy chưa? Thì đây là một số cái tùy chọn đó ha. Rồi rồi tiếp theo đó là về lệnh polygon. Polygon thì các bạn, tất cả các bạn cái này khi vẽ lệnh thì trong đấy nó có phần thêm một phần hẹp dimension là gì, khi lúc bạn vẽ nó sẽ tự lên kích thước ra luôn á, ví dụ vẽ nó kèm theo kích thước, các bạn thấy không, và kích thước đây nó hiển thị theo chiều này ha, các bạn nhấp vào đây bạn sửa cũng được à, hoặc là bạn không thích thì bạn bỏ đi. Rồi thứ ba là lệnh vẽ polygon cho phép vẽ các đa giác, ví dụ đây nhập số cạnh vô này, ví dụ 6 cạnh vẽ đa giác 6 cạnh đó. A và chiều thì các bạn dựng lên. Rồi khi vẽ đa giác thì các bạn thấy nó có hai phần, một là inrigid circle, inrigid circle ha, là có nghĩa là cái hình đa giác này sao ngoại tiếp đường tròn, hay nó cái khác là cái hình đường tròn á nội tiếp hình này, được chưa? Còn chế độ circle ở đây á thì sẽ hiển thị ra cái gì, đa giác nội tiếp đường tròn, nó ngược với này ha, đa giác nội tiếp à, đa giác này là đa giác ngoại tiếp ha, ngoại tiếp hình tròn, hay nó cái khác là hình tròn nằm bên đây. À, mình chọn chế độ circle ha. Rồi, đây mình xóa vẽ lại cho các bạn coi ha. Mình sẽ có hai kiểu vẽ theo kiểu polygon. Ví dụ chế độ readable này, kích vào đây ha, tự đưa lên. Các bạn thấy hình tròn nằm bên trong không? Thì cái chế độ in á là đa giác ngoại tiếp đường tròn. À, đa giác ngoại tiếp đường tròn, hai đường tròn nội tiếp á. Rồi đến cái chế độ thứ hai là đa giác nội tiếp á. À, các bạn chuyển nè, các bạn thấy không? Bạn chuyển qua những loại này. Thì các bạn thấy ha, một cái là đa giác nó sẽ sao? In là đa giác ngoại tiếp đường tròn, C là đa giác nội tiếp đường tròn, à, đây là tâm, thì ra đây là cách tâm, thì cái này tâm này thì mình làm một sau á, đây số cạnh các bạn lưu ý, ví dụ ba cạnh, tôi nhập lại ba cạnh, bây giờ, rồi, ví dụ fork direction là cho nó thành về đường kia, khi nào các bạn hiệu chỉnh xong, các bạn tích ok thì nó mới thoát cái hình ra ha, thoát cái hình ra, bây giờ, đó bạn thấy, đây là vẽ theo đa giác ha, định vẽ đa giác, rồi. Tiếp theo đó là lệnh fillet và chamfer. Fillet chamfer ví dụ đây mình có cái hình chữ nhật nè, đó.
Fillet và chamfer cho phép các bạn làm này ha. Fillet đây, chọn hai đối tượng, ha, nhập bán kính vô, ví dụ bán kính thì nhỏ thôi, hai bằng kích chuột ra ngoài đây cái ha, kích chuột trái nha, không kích chuột phải nha, kích chuột trái đó, cho nó cập nhật ha. Rồi tương tự vậy, ví dụ một hai là các bạn kích vào ngay định chưa đó, hoặc là các bạn kích chọn hai cạnh đều được ha. Rồi chế độ này là kiếp cạnh trên corner, tức nghĩa nó giữ lại điểm gốc đây nè, các bạn tích ok nè, bạn thấy ngoài đây nó còn giữ lại cái điểm gốc đúng không? Rồi chưa ha, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, giờ đây tôi cũng có lệnh cycle, lệnh red tăng ha. Rồi tôi cũng dùng fillet, bây giờ tôi bỏ thằng này đi, tôi chọn đường điểm đây, tôi chọn điểm đây, tôi thấy ok. Bây giờ thì các bạn thấy đường này nó kèm theo cái thứ R2 ha, một một chữ thôi, nhưng mà cái chỗ này nó không có cái ràng buộc này, mình thấy không, nó không có ràng buộc điểm này, ý nghĩa là sao, nó bỏ chế độ ràng buộc gốc rồi, nó không có ràng buộc điểm đây, mình thấy không, cái này nó có ràng buộc đây đó, cái điểm này chính là giao của hai đường này, còn thằng này thì nó không có ràng buộc điểm chỗ này, ý nghĩa cái đường này sao chạy đâu chạy à. Do cái đường này có bị chạy em lum nè, còn cái đường này là luôn luôn là hai bằng giao của đường này nha. Chờ thấy à, thì thường mình sẽ tích vào chọn cái chế độ này, còn cái tùy chọn bên đây gọi là dimension x fillet. Mình thấy khi bạn chọn nhiều đối tượng á, nếu mình không chọn này thì sao, nó chỉ lên kích thước đại diện cho một đứa thôi, những đứa kia nó hiểu là bằng. Giờ bạn kích vào chế độ dimension x nè, thì nó kích vào đây, kích vào đây, thì giờ hai đứa thì mỗi đứa sẽ có một cái kết quả R, được chưa, hai đứa nó đều có kết quả R à, chế độ dimension x ha. Rồi đó, các bạn thấy không, ở đây nó có, người ta có ràng buộc R5 này, những đối tượng nào dính chung ràng buộc khi bạn rê chuột vô ràng buộc đó sẽ có cái màu hồng á, dạ các bạn thấy không, nó có màu hồng lên. Rồi đó, dạ đây là về fillet, dạ fillet tương tự, có fillet sẽ có chamfer ha, ví dụ bắt góc thì sao ha, ví dụ tôi bắt góc. Rồi tương tự như vậy, rồi ví dụ bắt góc ha, ở đây tôi có một hình như là đây à, và đây chỉnh lại sketch à, đây các bạn đưa lên hình khối, các bạn muốn chỉnh lại sketch nó, các bạn kích chuột phải vô đây nè nha, chọn edit sketch thì giờ đưa về sketch. Rồi bây giờ ở đây tôi có thêm một cái hình chữ nhật ha, này nó ok đi, anh nắm kéo điểm này ra xíu ha. Rồi ví dụ như vậy, giờ chamfer thì sao ha, đây chamfer, tôi bắt góc, tôi xỏ này ra, tôi chọn cái độ là sketch chamfer. Thì chamfer nó có hỗ trợ bạn hai kiểu là gì, angle để tăng và để tăng angle. Ở đây là kiểu equal, nghĩa là sao, kích thước hai điểm bằng nhau. Ví dụ ban đầu ha, thì đây kích thước thì cái đường này bạn chọn trước á sẽ là hiển thị kích thước, ví dụ đây 10 nè, ở đây là cái góc nè. À, nếu lớn quá nó chọn được nó sẽ báo lỗi ha, ví dụ đây 10 nhỏ bự quá, ví dụ tôi chọn hai đi. Đây bạn thấy không? Thì cái đường này mình lít trước tức là cái đường kích thước, còn ở đường kích sau là hiển thị cái góc cái chỗ này, giờ tích ok đấy chưa. Bây giờ tương tự này và chamfer, hay angle ha, thì chọn điện tăng, điện tăng, ví dụ cái thước này này 2, cái này 3 đây, 2, 3 thì cái đường nào lít trước là 2, ví dụ đường này sẽ tụt vô 2 này, đường này tụt vô 3 này, bạn thấy không, đây tụt xuống 2, đây tụt xuống 3. Rồi bây giờ equal là sao, tự mặc định nó lấy cái đầu tiên ha. Rồi 22 thì cái gần ra bằng kích vuông góc đây cũng được, được chưa? Bằng nhau thì cứ kích vuông góc là được rồi, được chưa? Đó, đây là cái kiểu à. Đây, đây các bạn có thể sửa số lại cũng được, được chưa? Mình xóa mình sửa lại. Rồi đây là cái kiểu chamfer. Vì bon là cho phép các bạn đánh điểm thôi, à, tôi đánh điểm rồi, được chưa? Bây giờ tôi muốn vẽ cái bon này nè, nó phải nằm trên cái đường này. Thấy không? Đây, đây cũng là một cái bon này. Thì sao bạn nắm cái đường này, bạn kéo bạn bỏ vô đây. Đó, thì nó sẽ có cái kiểu ràng buộc kịch sĩ đàn, đây là trùng. À, thì bon này nó dễ ha. Rồi thì bài này mình đã hướng dẫn các bạn xong về vẽ sketch, được chưa, các lệnh điều chỉnh sketch trong sửa quật, được chưa. À, em muốn chỉnh sửa vào đối tượng sketch nào đó thì việc các bạn nhấp đúp vô ha, hoặc các bạn có thể hỗ trợ bạn kích chuột phải khi các bạn tạo thành một khối, rồi thì các bạn kích chuột phải vô cái sketch này, hoặc trực tiếp kích chuột phải lên cái khối đó mình chọn ha. Bây giờ chọn edit là edit feature là dành cho 3D này, edit sketch là dành cho vẽ sketch lại, được chưa, ví dụ như vậy. Đây ví dụ tôi vẽ thêm một khúc ha, ví dụ
10. Các bạn tập vẽ cái kiểu phác thảo này cho nhanh ha. Rồi ví dụ tôi kích vào đây thì gõ lại chữ A này. Đấy, tôi test vô, ví dụ 2016. Cho phép các bạn đánh số được luôn ha. Rồi, anh đậm lên, tôi ok. Đấy, các bạn ra được cái kiểu chữ này ha. Đây là 2 kiểu chữ khác nhau. Rồi muốn chỉnh kiểu chữ lại ha. Đây các bạn nhấp vô, nhấp đúng vô mình chỉnh kiểu chữ lại, kích chuột bảo đây. Còn, đi chưa, chọn lại, tích ok. Yeah. Thì muốn chỉnh sửa một đối tượng các bạn kêu kích vô đây thôi. Bằng rêu đây nè, có chữ A test nó hiện lên. Kích vô đây ví dụ gõ thêm cũng được, 2016 cũng được. Thấy chưa, tích ok. Thì nó tự ra thêm không. Thế khi các bạn xóa cái đường like này ha, thì nó sẽ báo mình là cái thằng này nó đi theo đường like. Nhưng nếu mình xóa cái like đi á, thì cái thằng này nó có mất hay không ha. Đó, giờ không, trường hợp này mình xóa đi, mình giữ lại, không mất ha, thì tôi xóa luôn cái này thôi. Dạ. Rồi các bạn nhấn Ctrl B cho nó cập nhật được chưa. Đây các bạn thấy chưa, nó có phần 2016 á. Bây giờ đây tôi chỉnh sửa cho nó ra luôn cái chữ 16 đây ha. Edit Sketch. Rồi tôi kéo dài đường này ra, bây giờ tăng cái thứ này lên 50 ha. Solar Wall hỗ trợ bạn rất là thuận lợi trong việc này được chưa. Solar Wall 2016, tích ok. Ra đây nó tự tạo ra cái đường này ha. Rồi thì ra được cái này ha. Đây. Rồi ở những bài học sau thì mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn về phần tạo ra các ràng buộc ha. Xong mình sẽ sang qua phần là nhóm lệnh hỗ trợ và hiệu chỉnh. Sau đó mình hướng dẫn các bạn vẽ các bài tập quen sketch cho các bạn quen tay. Rồi làm xong các bạn hãy share này lại được nè.